Chào bạn, mình là Hiếu IFBB Pro và mình là huấn luyện viên của Minh Nguyễn 2K5. Thì Minh từ Vĩnh Phúc hôm nay đã có lặn lội lên gặp mình để mình có thể check condition và kiểm tra các điểm yếu trên cơ thể của mình và đưa ra các phương án tập luyện để cải thiện những cái điểm yếu đấy trong thời gian sắp tới. Thì hôm nay Minh đến với mình thì sẽ có một buổi tập và một buổi check form cho Minh. Chào các bạn, mình là Nguyễn Minh, hôm nay mình sẽ tập cùng anh Hiếu và check form. Ok, bắt đầu nhá. Ok, thì bây giờ làm một muỗng pre-workout nhá. Okay. Trong chút nữa ngấm thì tập là vừa. Ok. AB pump. Không caffeine nhá. Hai anh em đều dễ mất ngủ. Hai anh em đều dễ mất ngủ nên cũng dùng loại không caffeine. Làm hai muỗng đi. Bắt nữa. Ok rồi. Cho nó phồng. Tập cho sung. Đây. Ok rồi, chiến nhá. Ok. Ok thì bây giờ lên cân nhá, xem mình đang bao nhiêu cân. Ok. À. 88 cân. Ok thì đợt Tết là bao nhiêu nhỉ? Đợt Tết này em 74 cân. 74 à? 74 bây giờ 88 là tăng 14 cân rồi. Trong khoảng gần 1 tháng. Đúng không? 4 tuần. 4 tuần là gần 1 tháng. Bây giờ mình sẽ check condition nhá. Ok, cởi áo này. Khó á. Áo hơi khó cởi. Ok nha, lên. Rồi, lên pole này. Ok nha, tay vai rất là tốt này. Nói chung mặt trước anh thấy rất là tốt rồi. Tôi bấm pole men đó nè. Ok, găm bụng xuống đi. Đó, đúng rồi. Ok, tiếp nè, chuyển pole nè. Ok rồi, quay lưng. Nào, Bowman. Ok. Đấy, ok, lên bầu là lưng thì anh bắt đầu anh thấy có điểm yếu ở lưng rồi đấy. Lên bầu là. Đó điểm yếu của lưng này. Và lưng của mình này. Cái chắp này thì khá là tốt rồi nhưng mà cái lát này thì nó hơi bị yếu nhá. Đánh nghĩa này nếu mà tốt thì nó sẽ phải vòng ra ngoài này. Đấy, trong thắt lại. Đấy thì mình trong thời gian tới mình sẽ phải cải thiện cái lát nhiều hơn. Cái lát này nhiều hơn này. Chắp thì khá là dày rồi. Ok. Họ thử lên pull back double back xem nào. Sau lưng. À. Lên. Ai nhỉ? Được. Lên. Hai tay lên. Ok nha. Anh em xem có đánh được body không? Ok. Rồi. Thì điểm yếu thì như vậy rồi. Thì hôm nay mình sẽ tập lưng luôn. Tập lưng và cải thiện điểm yếu cho mình. Có cần đứng lên ghế không? Ghế thì đây có luôn này. Chắc em không cần đứng ghế đâu. Thôi đứng đi. Nhảy đấy, nhảy đấy. Cụ nắp nha. Ok, từ từ nhá, mình giãn xuống sâu một tí nữa, giãn cho nó hết cái phần sô này ra này. Ok, kéo từng cái một. À, đúng rồi, giãn hết. Đúng rồi. Tối ưu cái quãng đường chuyển động nhá. Ok. Ok. Xem mà. Sao? Thấy sao? Thấy căng rồi anh ạ. Thấy căng à? Một set đã thấy pump rồi đúng không? Sao nhìn em to hơn anh nhỉ? Ô, thấy to hơn không? To hơn đấy, to hơn. Hỏi anh có bỏ thử cái áo. Ôi, lạnh lắm, trời lạnh lắm. Thì tí nữa em phải đọ với anh. Thôi, mày tha cho anh.
Gì thế? Ok đấy. Treo quả. Nhẹ nhàng quả 10 trước nhá. Ok. Cầm rộng này hay cầm tầm này nhỉ? Cầm vừa giữa hai cái chỗ đấy. Đấy, hẹp hơn một chút. Ok, tầm đấy là ok rồi đấy. Rồi. Từng cái nha, giãn hết xuống kéo lên nhá. Rồi ok. Đấy. 4 5 6 7 8 9 nữa đó. Đấy. Hai nữa. Ok. Ok, đứng để tại đây, đứng không phải tháo, không phải tháo. Em chỉ cần đứng, ok, ngồi đấy, được. Phát sau thì mình sẽ tăng thử kéo 20. 20 luôn này. Ở đây, có 10 nữa. Em kéo được nhưng mà tay em nó kiểu không nắm được đấy. Đúng không? Có cái chắp không? Chắp. Thử cái này. Trước em có loại kiểu này. Nhưng mà... Rồi, ok. Nào, vẫn chục cái nhá. Rồi, ok. 2 3 4 5 Tiếp 6 7 Tiếp nào 8 Đi đâu? Đấy đó. Ok. Thì hôm nay là lực thứ 2. Nghĩa là hôm nay không tập vai là được. Thế à? Ờ, hôm qua tập vai rồi, hôm nay không tập vai là được. Còn em tập chân hay tập ngực, tập tay các thứ thì ok hết. Hồi phục tốt mà. Tập em tập full luôn cái. Em tạo vào. Sau tí đứng chân lên tầm này nhé. Cao lên. Cao này. Đứng ngồi thẳng lưng. Ôi đổ hạ, đổ người rồi. Tức là mình gập cái người thấp xuống tí nữa. Đẩy hông ra sau và gập cái người thấp xuống đi. Ok đấy. Đúng rồi, xuống sâu hơn tí. Đúng rồi, kéo. Đó, đúng rồi. Tốt đấy. Gồng chặt bụng, giữ thẳng lưng. Ok. Thế sao? Bình thường thì em chỉ được hạ hông tầm này thôi. Ờ, xuống sâu hơn tí. Xuống sâu hẳn. Đó. Sao tức là khi nào mình sẽ thấy là mình nghỉ để ok vào cái set tiếp mà mình không thấy bị ảnh hưởng đến mức tạ, mình vẫn có thể làm được số rep tương tự như set đầu. Đấy, mình sẽ nghỉ như thế. Chứ không nhất thiết là phải nghỉ rất là ngắn, nghỉ 30 giây hay là 40 giây đâu. Mình có thể nghỉ đến 2 phút cũng được. Em nghỉ như thế mà em cảm thấy ok. Là cũng không, khi mà mình ok rồi thì mình phải vào luôn nhé. Nếu mình ok rồi mình vẫn ngồi mình đợi tới thêm vài phút nữa thì nó phí lãng phí cái thời gian đấy đi. Phí thời gian này. Ừ. Nhưng mà em nghỉ 2 phút rồi, em nghỉ 5 phút em không thấy. 5 phút mới 2 phút nó không khỏe hơn nhau là mấy. Không khỏe hơn, không khác gì. Thì tội gì mình phải nghỉ 5 phút cho mất thời gian ra đúng không? Thêm nào không? Để em đi uống nước ha. Ok nha. Nào. Tiếp tục nào. Tăng tạo không? Dạ. Tăng tạo không? Tăng cho anh em. Ừ. Nhẹ đúng không? Rồi cho hai quả lần 5 này cũng bằng quả 10. Không biết tập cùng anh em tập hết bài được không? Hả? Không biết tập cùng anh em có tập được hết bài không nữa. Hết sức là được. Ok, đổi người xuống. Đấy. Anh nhẹ quá anh ạ. Ờ, thế tăng lên. Anh thấy nhẹ mà anh còn kéo được. Thêm không? Dạ. Gì? Không, em bảo là thêm bài. Hả? Bảo gì? Em bảo là em không mệt. Ờ, thế thì ấy thôi, chiến thôi. Mình nó bảo là mình nó không mệt.
Nãy tập nó không mệt. Ok. Gần full tạ rồi nhưng mà chưa mệt. 1, 2, 3. Bình thường anh kéo 4 bánh đấy. Ok. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, tốt. Cố lên, cố lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Phát nữa, phát nữa, phát nữa. Nào. Đó, nhẹ rồi, tập trung này. Đổ người xuống, đổ người xuống. Đúng rồi, đấy. Ok. Ok. Em bảo là em không mệt, không mệt. Ok. Kéo nào. Ở đấy, chân đạp lên đấy. Ý, đóng mở hai cái... Đây, hai cái bả yếu đuối, nào. Đấy. Chậm nhá, nhả chậm, nhả chậm. Ok, đóng mở, ép chặt vào, ép chặt. Đúng rồi, cảm nhận đây này, dùng ép. Rồi đi, từ từ thôi. Từng cái một. Nào, tiếp nào. Sâu, đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Ok. Ok, ok, set tiện set sau tập tiếp. Nghiêng người anh sau hay đường nào? Không, không cần nghiêng, kéo hết tay là được. Hết tay và cả đóng mở cái bả vai này vào này. Cố ép hai cái này vào với nhau này. Đó. Đó, đấy, như thế được rồi. 2, đúng rồi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Nào. Xong anh tha cho anh đi. Cứ gì? Ok. Sát cổ đi. À. Sâu hơn nữa, kéo sâu, sâu, sâu rồi. Đó rồi, anh kéo xuống. Nhả chậm hơn tí. Từng cái một. Đó. Đúng rồi. Đúng rồi, lát này. Đúng rồi, ép xuống. Cái nữa. Kéo em kéo đang hơi bị ngửa ra ngoài tí vậy. Đây, đang kéo kiểu này đúng không? Này đúng không? Đấy. Này vừa này thôi này. Đấy đổ sau ít thôi và kéo hơi ngửa một tí thôi xong kéo ép cái quỷ tay này sát xuống này. Đấy, kéo sát xuống quỷ tay và kéo vào người này. Tăng tạ không? Kéo đúng 12 cái. 5 cân. Đổ người ra sau ít hơn nhé. Kéo thẳng xuống. Đúng rồi. Sâu hơn. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Từng cái một. Hít kéo. Giật. Đúng rồi. À, từ từ này. Một cái nữa. Ok, rồi. Ok, tốt đấy. Quỷ tay em có xu hướng em ép vào người một chút thì nó sẽ vào lát nhiều hơn.
Ok tốt đấy. Quỷ tay ép sát vào người này, đồng thời mình để ý đóng mở hai cái xương bả vai. Đấy thì mình vừa vào được cả phần chắp này, vừa vào cả phần lát. Đó, đấy. Đấy đúng không? Ok, thì nhiều anh em tập sit-tật cây bồ râu, mình cong lưng trên này. Đấy, và mục tiêu là muốn focus vào phần lát. Thì ở bài này thì quan điểm của mình thì luôn muốn là giữ cái phần lưng của mình nó thẳng. Đấy, luôn giữ cho phần lưng của mình nó thẳng thì mình sẽ được lợi thế là mình sẽ tối ưu được mức tạ. Khi mà mình để lưng cong này thì đồng nghĩa với việc là mình cũng không thể nào mà tập được mức tạ nặng bằng lưng thẳng được. Đấy thì gần như nó là một cái đánh đổi mức tạ lấy cái quãng đường chuyển động. Ok. Ví dụ mình muốn focus vào lat nhiều hơn thì mình có thể chọn những cái bài mà kéo từ trên xuống này. Đấy, hoặc là kể cả sit-tật cây bồ râu mình thẳng lưng mình cũng vẫn focus được vào lat khá là nhiều nếu mà mình ghìm cái quỷ tay, mình ép sát quỷ tay vào người. Điều 900 gì? 900 cân. Cho tôi số. Mục tiêu của em đó là 900 cân. Nặng 900. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 cố lên. Chậm chậm từng cái một. Thẳng người lên, đừng đổ về sau nhiều quá. Đúng rồi. Đừng đổ về sau nhiều quá, kéo giãn về. Đúng rồi, đấy, đúng rồi. Kéo. Ok. Ok. Anh tập gì nữa không? Bốn năm ép sát quỷ tay mà quỷ tay đây ép sát xuống đấy đúng rồi giữ tempo này xuống tạ lên nữa xuống đó đây này kéo đấy đúng rồi tiếp nào kéo sát hơn nữa đi ok tiếp nào cái nữa. Căng luôn đó. Nó có cái ghế ấy. Cái ghế mình để dưới xong mình tì tay vào ghế mình kéo nó có điểm tựa hơn. Dễ kéo hơn. Ok thì buổi tập của mình và Minh hôm nay đến ngày là kết thúc. Thì hai anh em có đặt ra mục tiêu cho một tháng tới. À mục tiêu của Minh nhỉ? Minh đặt ra một tháng tới là mục tiêu của em là gì nhỉ? Em lên 100 cân. 100 cân như nào? Body fat như nào? Có múi không? Body fat tầm khoảng 12-15% có múi. Ok nhá, mục tiêu là một tháng tới lên 100 cân. Body fat tầm 12-15% có múi bụng. Đấy, ok thì các bạn hãy cùng chờ xem mình một tháng tới sẽ như nào nhá, cùng biến hình như nào nhá. Ok. Ok thì mình từ Vĩnh Phúc xuống đúng không? Nay là em không mang quầy đúng không? Ok thì anh có mang chuẩn bị cho em một đấy, em có thể bây giờ tập xong mình có thể uống để bổ sung protein. Bù cho những ví dụ mình ăn thiếu. Chuyện đây. Pha luôn vào bình này. Ôi tôi chết rồi quên không mang muỗng. Muỗng bỏ ra múc. Múc cái thôi lấy tạm cái múc này mà hơi ít nữa. Múc khoảng 20 muỗng này.
20 muỗng này. Ừ, một muỗng này tầm khoảng chắc được khoảng 5 gram thì không, đấy tầm khoảng 10 muỗng nhỏ nhá. Đây hôm nay anh em quên không ăn muỗng. Thơm thế nhỉ? Đây là tập thể dục đấy. Tập đông. Cắt cho tan hết là được. Mày ok được rồi đấy, được rồi. Tan rồi. Bị chuối. Ok rồi. Có mang cơm đi không? Đấy bây giờ thì ăn đi rồi xong rồi nghỉ ngơi rồi về là đẹp nhỉ. Có về không đấy, ở đây để chơi. Ở đây chơi nhỉ? Hả? Ai biết thì biết đâu có người yêu bạn gái đây ở lại đây chơi. Đi về. Chưa có người yêu à? Chưa có người yêu, vẫn đang FA. Ok. Rất đẹp trai, cơ to nhưng mà chưa có người yêu. Rất nhiều người tán mà em không thích. Đấy, em rất nhiều người tán mà em không thích. Đấy, em không thích con gái á? Không phải, mà là em tránh xa tình yêu để tập trung vào sự nghiệp. Ok. Tránh xa tình yêu để tập trung cho sự nghiệp. Rồi, ok. Thì em vẫn thích con gái. Vẫn thích con gái nhưng mà đang tập trung đúng không? Ok, ăn ấy đi. Vào trong kia ngồi ăn kìa. Kia trong kia có bàn.